Để nay mình thử làm cái khẩu trang phân này nha. Mình thấy trên mạng người ta chế khẩu trang vui của mình cũng bắt trước đua đòi làm. Này mình lấy cái cái chai, trong cái chai của cái bình sữa đó, bình sữa một cái hộp đó, mình lấy cái nắp này ra. Và mình chế, mình sẽ lấy một cái khẩu trang bình thường thôi nè. Đó. Mình sẽ chế, mình để đây làm phân này vui cho cho vui thử coi ha. Uống nước để thở, mỗi lần thở tháo nắp này ra để thở. Và mình chế mình một khẩu trang như cái này. Một chút mình sẽ may và mình sẽ khoét cái lỗ này nè. Cái bằng nhựa mình khoét cái lỗ để mình may cho nó dính vào cái khẩu trang, xong mình sẽ dính vào khẩu trang xong mình sẽ cắt cái vòng tròn đây nè. Mình làm nha. Hôm nay bắt trước người ta làm. Tự chế theo kiểu của mình. Người ta thì người ta may, người ta có đồ người ta may. Mấy khẩu trang cái người ta bằng vải, người ta có cái nắp, cái đồ lọc kế bên hông nhiều cái, hai cái bản này. Đó. Vì mình may là cho nó dính. Này mình khoét lỗ mình may. Mình sẽ khoét cái lỗ để mình may. Mình khoét cái lỗ này nè. Mình lấy cái cây nhọn nhọn á, mình hơ cho nó nóng để mình đục cái lỗ cho nó chảy. Nè. Mình sẽ hỏi cho mấy bạn coi nha. Này cái lửa này. Buồn buồn ngồi chế. Mình sẽ mai nó lại. À. Tại cái này mình không có dán được thì mình nghĩ là cái cách mình may thôi. Vui à. Dùng cái đồ nóng nóng, cái đồ nhọn này là mình cứ nhầm có cái cây nhọn nhọn nhầm đấy à. Mình làm cho vui. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng kim mình mai nó lại thôi. Cho cái lỗ nó bự ra chút.
Xem mai nó vô đây. Xem mai chắc màu xanh. Chỉ màu xanh. Vui. Kim với chỉ, mình dùng chỉ xanh mình may. Đó, dùng cái chỉ kim. Cái chỉ xanh may cho nó đẹp. Cho nó tuyệt mà. Này, cho nó màu xanh xanh sáng, nó tuyệt màu. Mà trong này nó tiệp mà. Này nó tiệp màu. Mình thấy cái màu này nó tiệp màu. Màu này tiệp màu. Giờ lấy cái kim thôi. Kim xỏ chỉ vô màu mai thôi. Ngoài chiếu đôi cho nó chắc. Giờ giờ một chút. Đó. Đây này. Cắt. Giữ mối này. Bây giờ mình may nha. Mình bên cái này ra. May cho nó ngay giữa. Đó. Mình sẽ may. Cầm ngay giữa. Rồi mình may ra. Chuyện nó là gì vậy? Bị rối nè. Kéo cho nó đều chỉ ra. Mình không thấy được cái lỗ. Ok, đó. Luồn nó qua đây. Mình đã may được một mối rồi đấy. Canh
cho nó thẳng nha. Này nó có keo nên nó hay bị rối chỉ. Hay bị rối chỉ quá ha. Làm bàn tay dễ bị rối. Rối chỉ chắc phải mài lại, chắc phải mài cái kia quá. Tại sao rối vậy? Chuyện nó bằng bị gì đây, bị gì đây, thằng chỉ nó mới được. Kỳ vậy ta, tự nhiên sao bị rối rồi, ngồi vậy. Để mình tháo chỉ ra đây, mài lại cho nó ra. Để mình chắc phải tháo ra làm lại quá. Bị đâu cái chỉ rồi. Tháo ra làm lại đi. Chỉ kỳ ấy, ui ui à. Chỉ kỳ ta, tại sao mình chơi lớn vậy? Thẳng đây đi. Này hơi bị khổ. Ok. Thì ok. Hey, bị dưỡng à. Lại rối nữa. Chắc có kem dễ bị rối.
cưỡi mấy cái này, cưỡi mấy cái này đi thì nó sẽ đẹp. Ok đi. Chúc mình quay lại. Mai sẽ giọng tua. Mình cứ mai như vậy đó. Mình cứ mai như vậy nè. Tới khi nào xong thôi. Không còn đi hình tua lại nữa. Đi theo mấy cái lỗ hồi nãy mình đốt lửa mình soi á. Mai theo mấy cái. Cái này mình hơi khó thấy cái lỗ tại mình soi theo cái lỗ. Cái xó này là xó này là mình thấy được cái lỗ. Này mình làm giả chiến cho vui. Cái người ta là có máy móc mai đàng hoàng thì nó đẹp hơn mình nhiều. Sắp xong rồi. Cái mình đi ngược lại.
quay đó, ở trong mai được như vậy này. Cho nó chắc. Nếu mình may trên cái khẩu trang mình giải á, thì nó không có xếp xếp ly gì thì nó ok, nhưng mà mình làm chơi thôi nên mình không có muốn làm hư cái khẩu trang mình giải của mình, nên mình lấy cái khẩu trang xài một lần rồi dục rồi mình làm cho vui. Mình hay sử dụng những gì mà mình có, giống như là những gì mà hết xài rồi mình thấy cái phần còn lại nó còn xài được, cái mình tháo ra mình làm, cái mình chế này cái kia cho vui á, tánh mình hay vậy, hay sử dụng lại những cái đồ mà người ta bỏ đi á, mình thấy cái phần mà nó cứ mình nghĩ ra nó, cái này mình làm gì được đó, mình hay lấy lúc mà định dục cái chai cái nó, cái này chắc mình giật ra mình may cái khẩu trang mình để cho vui vui, bữa nào mình chế cái vui vui, mình làm cái khẩu trang có cái nắp vui cho mấy bạn xem. Mình đã làm xong rồi đó. Mình làm thêm một lần nữa cho nó chắc. Chắc mình không cắt đâu, cái này mình làm chơi cho vui thôi, mình không khoét cái lỗ rồi để gì luôn cũng vui. Bây giờ mình cột cho nó chắc, cắt một cái đi. Kim này vô. Xong rồi nha mấy bạn. Vui. Đó. Xong rồi mình sẽ cắt. Thank you.
Ok, đã hoàn thành cái khẩu trang. Úi, chết cha, cái mai dính cái này vô rồi. Ok, đã hoàn thành. Ok, mình nói cho mấy bạn xem thử nha. Để mình đeo cho mấy bạn xem thử nha. Ok, đã hoàn thành. Mình có thể tháo cái nút này ra nè. Mà mình không muốn khoét cái lỗ này. Đó, khẩu trang của mình đã hoàn thành. Funny quá, thiệt là funny. Mấy bạn thử trải nghiệm đi nha. Đó, mình may nè. À, nếu mình cắt cái lỗ này cũng được, mình không thích cắt, mình để chơi cho vui thôi, mình làm thử chơi cho vui thôi. Đó. Xong một cái khẩu trang, có cái lỗ nước uống nước. Thử nha, tạm biệt các bạn, vui vui ngồi làm chơi trải nghiệm. Funny quá ha, mở nắp ra nè. Đóng lại nè. Các bạn thử đi nha, cũng vui lắm á. Ngồi mà buồn buồn mình làm cái này ở nhà, mà ai mà không có đi làm ở nhà buồn buồn là mấy này chơi cũng vui. Này, tạm biệt.